Cẩm Nhung, phụ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn bị tạt axit vì làm tiểu tam, phải đi ăn xin tới lúc lìa đời. Trong hôn nhân, bất cứ ai cũng muốn một vợ một chồng, chung thủy và hạnh phúc. Chính vì vậy, khi thấy ai đó chen chân vào gia đình mình, khó bà vợ nào có thể dễ dàng bỏ qua được. Và cũng chính vì nỗi uất hận đó mà cuộc đời của Vũ Cẩm Nhung, phụ nữ nổi tiếng Sài Gòn, những năm đầu thập niên 60 đã rơi xuống địa ngục, cuộc đời lê lết từng bước đi ăn xin khiến ai cũng phải xót xa. Phụ nữ Cẩm Nhung sinh năm 1940 ở Hà Nội. Năm 15 tuổi, cô cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống. Sau này, cha cô lâm bệnh rồi qua đời, mẹ cô quyết định đi bước nữa và sinh ra một người con trai với chồng sau. Cẩm Nhung phải bỏ học để làm tiếp viên trong một nhà hàng. Cũng chính thời gian này, cô gái Cẩm Nhung xinh đẹp đã được tiếp xúc với các bản nhạc, điệu nhảy trong quán bar và dần quen với ánh đèn xanh đỏ, lập lòe hàng đêm. Đó là thời gian mà phong trào nhảy đầm nở rộ ở Sài Gòn. Nắm bắt được điều đó, Cẩm Nhung bắt đầu lên sàn. Khi đó Cẩm Nhung 19 tuổi, cô sở hữu gương mặt cực đẹp, thân hình quyến rũ, đôi chân điệu nghệ nhất và phong thái hơi lẳng lơ của cô khiến cánh đàn ông say như điếu đổ. Cô đã kinh qua nhiều vũ trường ở Sài Gòn và dừng lại ở vũ trường Kim Sơn. Với những nét nổi bật sẵn có và sự mơn mởn của tuổi trẻ, vé để xem Cẩm Nhung nhảy nhanh chóng tăng vụt. Thời ấy, có hàng loạt các công tử, tay chơi sẵn sàng tặng quà đắt tiền hay cung phụ tiền bạc để có được nụ cười của người đẹp. Cũng chính vì thế mà Cẩm Nhung được sống trong nhung lụa nhờ các màn ra tay hào phóng của đàn ông. Vào những năm đầu của thập niên 60, vũ trường là nơi lui tới của tầng lớp giàu có, quyền lực. Trong số những người thường xuyên có mặt ở đó phải kể đến Trung tá công binh Trần Ngọc Thức. Trung tá Thức ngoài 30 tuổi và là người phong trần, từng trải. Ông nghiện nhảy đầm, thường đến vũ trường Kim Sơn và nhảy với các phụ nữ ở đây. Ông không có mối ruột vì chưa gặp được cô nào ưng ý hoàn toàn. Cho đến khi gặp Cẩm Nhung, Trần Ngọc Thức lập tức ngây ngất vì người đẹp. Sau lần gặp đầu tiên đó, Cẩm Nhung chính thức trở thành mối ruột của ngài trung tá. Hàng đêm cả hai cùng nhau si mê, quay cuồng cùng những bước nhảy sập sinh, sau đó họ cùng hẹn hò, đi chơi với nhau. Dù đã vào chốn ăn chơi được vài năm, tình trường từng trải, nhưng Cẩm Nhung vẫn bị sự lão luyện, phong lưu và cách tiêu tiền như nước của Trung tá Thức hốt hồn. Biết nhân tình đã có vợ nhưng nàng vụ nữ vẫn nhắm mắt làm ngơ, cam tâm tình nguyện trở thành nhân tình của Trung tá Thức. Giấy không gói được lửa, mọi chuyện nhanh chóng được truyền đến tay vợ của Trung tá Thức, bà Lâm Thị Nguyệt. Bà còn được biết đến với biệt danh Năm Rado do bà chuyên buôn mặt hàng đồng hồ Rado của Thụy Sĩ mới nhập cảng vào Sài Gòn. Ban đầu, khi biết mối tình sai trái của chồng, bà Nguyệt đã chặn đường Cẩm Nhung để bạc tài cảnh cáo. Người phụ nữ này cũng khuyên Trung tá Thức quay về với gia đình, làm tròn bổn phận. Thế nhưng, Cẩm Nhung và Trung tá Thức đã đánh giá thấp lòng ghen tuông của phụ nữ, tiếp tục mối tình vụng trộm. Bị thách thức, bà Nguyệt âm thầm chuẩn bị một kế hoạch đánh ghen rùng rợn và tàn độc bậc nhất. Bà mua một can axit đậm đặc ở một cơ sở sản xuất bình ắc quy, rồi thuê hai tên giang hồ với giá 2 lượng vàng để tạt axit Cẩm Nhung. Bà tin rằng chỉ khi mất đi nhan sắc xinh đẹp, cô mới không thể quyến rũ đàn ông được nữa. Trung tá Thức cũng sẽ từ bỏ nhân tình để về với vợ con. Vào đêm ngày 17 tháng 1 năm 1963, Cẩm Nhung rời khỏi nhà để đến vũ trường Kim Sơn làm việc. Khi đang tiến đến chiếc xe taxi, thì một gã đàn ông băng qua đường tiến về phía cô và tạt thẳng cả axit vào mặt. Cẩm Nhung chỉ kịp hét lên kêu cứu rồi ngã gục. Vụ đánh ghen kinh hoàng gây chấn động Sài Gòn, tốn không biết bao giấy mực của báo chí. Cẩm Nhung tuy được đưa vào viện nhưng không thể cứu vãn được tình thế, nhan sắc của phụ nữ nổi tiếng bị phá hủy hoàn toàn. Vụ đánh ghen kinh hoàng đã khiến cho bà Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu bức xúc. Bà đích thân đến thăm và đưa Cẩm Nhung ra nước ngoài chữa trị, nhưng bác sĩ ngoại quốc cũng phải bó tay. Cố vấn Ngô Đình Nhu đã buộc Trung tá Thức giải ngũ. 3 tháng sau ngày xảy ra vụ việc, bà Nguyệt và hai kẻ đồng lõa phải ra hầu tòa, mỗi người lãnh 20 năm tù. Tuy nhiên, vụ án sau đó bị đình lại rồi rơi vào quên lãng vì gia đình bà Nguyệt rất có thế lực. Về phần Cẩm Nhung, cô từ mỹ nhân chim sa cá lặn trở thành kẻ thân tàn ma dại. Những người đại gia cũng tuyệt nhiên không đến thăm hỏi. Vừa đau đớn, vừa hận đời, Cẩm Nhung nghiện ma túy và lâm vào hàng loạt tệ nạn xã hội. Sau khi tiêu tan hết gia sản vì bài bạc, mẹ cùng một bà vú thân thiết qua đời, Cẩm Nhung càng tuyệt vọng vì chẳng còn lại gì lưu luyến. Năm 1969, người dân Sài Gòn bắt đầu thấy Cẩm Nhung phóng to tấm ảnh cô và Trung tá Thức mang trước ngực rồi lê la trên phố để ăn xin. Cẩm Nhung lê bước hành nghề khắp nhiều tuyến đường ở Sài Gòn, sau đó về bến phà Mỹ Thuận ở miền Tây. Bị đưa vào trung tâm nuôi người tàn tật nhưng cô trốn ra để tiếp tục ăn xin và mất tâm một thời gian sau đó. Đúng 50 năm sau vụ đánh ghen, đầu năm 2013, Cẩm Nhung qua đời tại một xóm trọ nghèo ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, nơi những người ăn xin, bán vé số, bốc phát tứ xứ đến thuê ở trọ. Cô được những người đồng cảnh ngộ lo cho một quan tài loại rẻ tiền rồi đưa ra nghĩa địa. Cuộc đời phụ nữ Cẩm Nhung tưởng như có tất cả, rồi lại tan nát toàn bộ vì tình yêu mù quáng, lầm đường lạc lối. Nếu như ban đầu cô kiên quyết không chấp nhận qua lại với đàn ông đã có vợ, không tự biến mình thành kẻ thứ ba, thì có lẽ cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.